Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Chúc các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc nha. Các bạn hãy nhấn subscribe, đăng ký kênh theo dõi để ủng hộ cho admin nha các bạn. Và không để các bạn phải chờ lâu nữa, xin mời các bạn đến với bản tin mới nhất trong ngày. Chú rể 1m40 lấy vợ 1m94 kể chuyện vợ chồng son. Giường đóng 2m, vợ giận là túm tóc chồng. Tháng 10 năm 2019, mạng xã hội từng rầm rộ bàn tán về cặp đôi đũa lệch ở Hải Phòng khi chú rể thấp hơn cô dâu nửa mét. Tình yêu không khoảng cách cả về địa lý lẫn chiều cao. Cô dâu tỉnh Hòa Bình cao 1m94 và chú rể Hải Phòng cao 1m4. Họ đến với nhau bằng con tim yêu thương. Theo đó, danh tính của cặp đôi chênh nhau nửa mét cũng được tiết lộ. Đó là chú rể Phạm Văn Hợp sinh năm 1995 Hải Phòng và cô dâu Thu Trang sinh năm 1999 Hòa Bình. Cả hai đã có 5 năm tìm hiểu trước khi quyết định về chung một nhà. Hiện tại, cặp đôi đũa lệch này đang sống tại Hải Phòng và cùng làm công nhân tại một khu công nghiệp. Thu Trang tiết lộ đã có bầu sau nửa năm về chung nhà, còn Văn Hợp thì chia sẻ cưới một cô vợ cao hơn mình đã mang lại nhiều điều thú vị. Chú rể 1m40 cho biết, Trang là người hiền lành, biết làm vợ, làm dâu. Nhưng đôi lúc cô ấy nghiêm túc quá, tính mình thì lầy lội nên xảy ra cãi vã. Mà cô ấy cậy mình cao hơn, hễ giận dỗi gì là lại túm áo chồng. Có khi có đồ ăn ngon, cô ấy giơ lên cao khiến mình thèm đến mấy cũng phải chịu vì không với tới được. Không chỉ thường xuyên bị bà xã bắt nạt bằng cách túm cổ, túm áo, Văn Hợp còn đau đầu với việc sửa chữa gia cụ trong nhà sao cho tiện cho cả hai người. Riêng giường cưới, nhà người ta đóng giường 1m6 thì nhà mình phải đóng 2m vì vợ quá cao. Nói về cuộc sống hôn nhân hiện tại cũng làm Văn Hợp nhớ về thời hai vợ chồng quen nhau. Bản thân anh cũng từng tự ti về chiều cao khiêm tốn của mình và còn rất bất ngờ khi cưới một cô gái cao gần 2m. Kể lại quãng thời gian yêu nhau 5 năm, Văn Hợp cho biết, anh với em gái bà xã Thu Trang có kết bạn trên mạng xã hội và được cô bé lém lỉnh thách đố tán đổ chị gái mình. Liều một phen, Hợp xin số điện thoại thả thính, nào ngờ cưa đổ được Thu Trang chỉ sau 2 tuần. Hai đứa nhắn tin qua lại, thấy hợp nhau thì yêu thôi. Đến tỏ tình, mình cũng tỏ tình qua tin nhắn. Cả hai cùng xác định, duyên đến thì nắm bắt, Hợp chia sẻ. Tuy ban đầu mang mục đích mới tiếp cận nàng, nhưng dần dần Hợp lại là người vào bẫy của Trang. Anh không ngại khoảng cách Hòa Bình và Hải Phòng mà luôn tìm biện pháp đến gặp nàng. Thậm chí, khi thông báo kết hôn, cặp đôi gặp phải những ánh mắt nhìn soi mói, lời chăm chọc, nhưng họ không hề lùi bước mà còn động viên nhau, để rồi có kết thúc viên mãn như ngày hôm nay. Cặp đôi cho rằng yêu đương là chuyện của hai người nên đã học cách bỏ ngoài tai những lời bàn tán. Văn Hợp bày tỏ chỉ cần tình yêu đủ lớn thì mọi chênh lệch về tuổi tác, ngoại hình và những lời đồn thiên hạ cũng không hề quan trọng. Cô gái 26 tuổi thành bộ xương di động, nặng 17kg vì sợ ăn, mỗi bữa chỉ ăn vài miếng táo. Mắc chứng biếng ăn đã khiến một cô gái trẻ trở nên gầy trơ xương, đến nỗi bị chính bác sĩ sỉ nhục rằng có thể đi đóng vai xác chết trong phim kinh dị. Cách đây 2 năm, Christina đến từ thành phố Banu Nga đã gây hoảng hốt trên cộng đồng mạng với thân hình da bọc xương và cân nặng ở mức thấp tới báo động. Được biết, Christina bắt đầu gặp vấn đề về ăn uống từ lúc học trung học. Cô gái trẻ đã từ chối việc ăn uống bình thường mà vào mỗi bữa cô sẽ ăn vài miếng táo hoặc chuối. Tình trạng đó cứ kéo dài suốt nhiều năm và cho đến năm 26 tuổi, cô chỉ nặng có 17kg, tương đương cân nặng của một đứa trẻ 4 tuổi. Khi biết đến tình trạng của Christina, một ngôi sao truyền hình thực tế, Maria Kono, một ngôi sao truyền hình thực tế của Nga, người từng phải chiến đấu với chứng biếng ăn, quyết định quyên góp tiền để cho Christina điều trị để thoát khỏi căn bệnh đáng sợ này. Tôi hiểu rõ cảm giác thức ăn ngập trước mặt bạn nhưng không thể nuốt nổi. Ngay cả khi bạn nhận thức được mình sắp chết, bạn vẫn không thể ăn, Kono chia sẻ. Maria Kono đã sử dụng tài khoản Instagram của mình để mở một chiến dịch vận động ủng hộ cho cô gái Christina. Ngôi sao này cũng giới thiệu chuyên gia từng chữa trị cho cô là bác sĩ Jan Golen giúp đỡ cô gái đáng thương này. Rất may cho Christina, bác sĩ Jan Golen đã đồng ý điều trị miễn phí cho Christina.
Các bác sĩ chẩn đoán trường hợp của Christina nếu không được điều trị kịp thời sẽ rất nguy hiểm tính mạng. Người phụ nữ này đã được bác sĩ khích lệ với câu nói, cô thừa sức đóng vai mới xác chết trong phim kinh dị, trong một nỗ lực động viên cô ăn uống trở lại. Theo bác sĩ chẩn đoán, chứng biến ăn nhiều năm là một chứng bệnh tâm thần nghiêm trọng, xuất phát từ sự ám ảnh về ngoại hình và cân nặng của bản thân. Nếu không chữa trị kịp thời, người bệnh sẽ mất dần cơ bắp, xương, làm suy giảm ham muốn, gây trầm cảm, thậm chí là tử vong. Đối với trường hợp của Christina, bác sĩ cho biết nếu không điều trị thì cô sẽ không thể sống hơn một năm nữa. Nhận thấy trường hợp này rất nghiêm trọng, người chữa trị chính cho cô gái Nga bèn sỉ nhục rằng có lẽ cô nên xem xét đóng vai một bộ xương di động trong phim kinh dị nào đó. Thực chất là bác sĩ muốn kích bác, mong Christina có thể thay đổi suy nghĩ về bản thân và có thể ăn uống bình thường. Và vào ngày thứ hai của quá trình điều trị, cô gái trẻ đã cố gắng ăn một ít cháo. Đó là một tín hiệu rất lạc quan, vì trước đó cô không ăn gì khác ngoài táo và chuối, cùng một ít nước ép trái cây và nước lọc. Nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người, đặc biệt là Maria Cono, Christina đã tích cực điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ. Cô kiên trì ăn những thứ khác ngoài vài miếng hoa quả và uống thêm nước. Sau 2 năm kiên trì và quyết tâm, Christina đã vượt qua được nỗi ám ảnh tâm lý mà cô mắc phải suốt nhiều năm qua và lấy lại được sức khỏe và vóc dáng bình thường.